chưa chắc à. Bây giờ con của vợ tôi. Bé là con của vợ tôi. Đường này phải đá là mình vô trong đó là mình là vô lớp rồi. Nó hẹn hò đồ đã lắm, ừ, tới chừng có mình nữa không có nó. Sắp rồi đi cửa không có. Nó hẹn mình trước á. Cái lục cuối đúng không? Thôi Thảo đi à? Hả? Thảo đi khám bệnh ở Sài Gòn. Chúc tất cả các thành viên trong khóa 94, 97
tiếp tục thành công, vững chắc phát triển trong nghề nghiệp, trong gia đình và trong cuộc sống.